Có nhiều người nói câu nói kỳ cục ghê, thà bỏ vợ không bỏ thuốc. Kỳ cục thế ghê, nói câu vô tình vô nghĩa. Vợ nó sống với mình vậy mà thà bỏ vợ mà không bỏ thuốc. Nói câu gì mà lạ, câu này không biết ai khởi đầu nói. Ai mà khởi đầu nói câu này sám hối giùm người đó đi. Không có ngày ra. Thà bỏ vợ không bỏ thuốc, ngon có ghê vậy chàng. Nói bây giờ thử mấy ông bỏ thuốc thử coi, khỏe cỡ nào. Cầm tiểu thuốc hút gì, khói bay tùm lum. Nói không, nội mà trong nhà đang ngồi ăn cơm với gia đình, cầm điếu thuốc phì phà thổi lên cái thôi là vợ con nó khó chịu. Không lẽ nói gì giờ, mà gặp mà ở máy lạnh mà hút thuốc cái nữa chết luôn. Gặp vợ đang mang thai cái nữa, tao vợ mình nó hít, con mình nó bị ghiền. Vợ hít mà con ghiền quá đặn chứ. Vợ hít mà con ghiền đó. Ồ. Như Đức nói cho quý vị nghe, cái lúc quý vị có bầu mà cái tâm quý vị cái gì là con quý vị nó thành ra chỗ đó đó. Cho quý vị biết, nên có cái đứa bé kia nó sanh ra nó ngáp hoài luôn. Như Đức hỏi vậy là trời, nhỏ xíu xíu cho nó ngáp hoài cô. Nói, bà nó chết xì ke nó tự. Mà cô thấy ghê. Cho ba nó chết xì ke mà nó ngáp kì cô. Tại vì có bà nó mới có nó. Nó truyền qua đường dây khác. Kinh khủng không? Ba nó mà dính nó. Nó bị thấy chưa? Cái sợi dây giao kết. Mình đã gieo nhăn sao con mình nó đến làm con mình nó hình thành cái gì? Nó, nên mình là đàn ông mình hút thuốc. Vợ bên cạnh nó hít với con mình lớn lên hút thuốc. Con mình nó bị ảnh hưởng trong gì nó hít vô trong bụng thì đứa con mình trong nó ngáp. Hít. Sao? Cái này là nguy hiểm lắm á nghe. Hại ba đờ á. Hút thuốc hại ba đờ á. Đừng nói chuyện giỡn. Hại mình, hại vợ, hại con. Nghe kiểu này rồi mấy ông bỏ điếu thuốc đi. Mấy ông ơi là mấy ông. Thuốc chi không biết. Những Đức nói thiệt chứ. Mấy ông dùng cái tiền hút thuốc đó, mấy ông bỏ ống heo, mấy ông đem lại cúng dường tam bảo cho tôi nuôi người già còn ngon. Người chút một chút phụ tôi nuôi người già đại đi. Thật sự mà nói có khi nó cũng khó khăn thấy mồ hả? Để nói làm chi. Mình là dân chơi mà sợ gì mưa rớt. Không lẽ đi than thở. Nghe không? Làm mà làm tớ luôn chứ mà sợ gì. Mình đã tin rồi mình làm tớ rồi. Nó là mùng 5 tháng 5 tớ là mờ lại ăn mùng 5 tháng 5. Nó ngay thứ 5 luôn. Mùng 5 tháng 5 ngay thứ 5 luôn. 10 điểm. Yeah. Ôi cúng nhà cũng vậy, lợi như chùa cúng phước rồi. Kêu mời ông bà lợi chùa ăn mùng 5 tháng 5. Hiểu chưa? Nó lợi đây mình ăn mùng 5 tháng 5 dẫn vợ chồng con cháu lợi hết phước chứ rồi. Nó bữa đó biết đâu ngồi ăn chứ mà có một bài thuyết pháp ngắn còn vui. Thấy không? Có một cái bài hát rồi nó vui vẻ gì đâu. Đặc biệt cái vị. Nó nên từ nơi đó mùng 5 tháng 5 á, ở dưới quê nhà Đức mùng 5 tháng 5 làm lớn lắm nha. Tắm cồn mà chết dữ lắm. Hay tắm cồn muốn lộn, xong té cồn chết queo. À, ra giữa ngoài bìa nước á, cái chỗ sông lớn nó mọc lên cái gò đất. Nó ra ngoài đó tắm. Tắm xong cắm trại. Nhậu, nhậu xong nhảy xuống tắm. Chìm ngấm. Năm nào tấm cồn chết quá trời luôn. Nói không? Một năm năm này là nhà nào cũng đổ bánh xèo chứ nha. Không biết cái quy định gì nữa. Để tra lịch sử rồi. Biết sao một năm năm là đổ bánh xèo. Nhiều người ta nói một năm tháng năm là giống như ăn Tết nửa năm đó quý vị. Thấy không? Nó nên từ nơi đó mà ở dưới quê miền Tây là người ta làm lớn lắm. Nhà nào cũng đổ bánh xèo ầm ầm. Nhậu tá lả âm binh luôn. Một năm tháng năm là thôi nghèo cái nào nghèo cũng nhậu. Hồi đó nhà Đức dưới quê là kiếm mấy lít rượu đế treo toàn ten cần cổ đi lòng thòng. Đi lòng thòng chờ sớm. Mà dưới quê bất cừ lắm nghe, bởi vì mình nói cuộc đời mình sống mà nói mình mà không gặp Phật pháp là mình không ngóc đầu lên nổi. Nhà ta đám dỗ cầm lít rượu đi toàn ten đến nhà. Mà mấy bà đàn bà ghét dữ lắm nghe mấy ông, kinh nghiệm luôn. Bây giờ mình tu mình mới thấy ra, hồi xưa mình không có thấy.
cầm rượu lên là mình khoái, là thấy gì cầm thùng bia là khoái. Nhưng mà mấy bà ghét lắm, đàn bà họ ghét cầm rượu cầm bia lại lắm, nhưng mà cầm thịt thà khoái. Bởi vì mấy ông mà khôn á là mấy ông mà đi đến nhà bạn bè mà vợ bạn khoái mình là nó làm đồ ăn ngon cho mình, là trước nhất mình lợi nhà vợ bạn bè được, trước nhất phải có một món quà gì cho phái nữ đặc biệt, hiểu chưa, để cho nó nấu ăn cho mình ăn. Mà mình mà đến cái là nó nói anh Hiền đến kìa, nó kêu liền à, tại vì anh Hiền ra lăng phái. Còn gặp mà mình lỡ mà toàn là mình đem rượu với bia là không, nó đâu uống được, ghét. Nó còn tốn công làm mồi, nó tức, nó không có được quà cáp gì. Ví dụ như mình nói bạn bạn tôi nói thiệt với bạn, mỗi lần tôi đến là tôi mua quà cho bà vợ bạn rồi sao, tại vì tôi lỡ tôi chơi với bạn mà nó không vui là khó chơi lắm. Nên từ nơi đó bạn thông cảm với tôi, không phải là cái gì nghe chợ, tôi nói rõ ràng. Chứ nếu mà mình không nói, có khi vợ bạn mình nó nói cho mình, nó nói cho thằng bạn nghe, thằng bạn nó là thằng này nó có vấn đề, có chuyện xảy ra nữa mình phải khôn. Mình nói trước thằng bạn là tôi ra lăng cái kiểu này là tôi vì bạn đó. Ví dụ như bạn có một người bạn như tôi thì bạn bà vợ bạn cũng thích, hiểu không? Tại vì bạn của anh được quá, mỗi lần đến là có quà, thì nó làm mồi nó không có thấy mệt. Mấy ông nhớ đây là kinh nghiệm, hiểu chưa? Nói rõ ràng cho thằng bạn nghe, không nói nó con vợ nó nói thật mà có chuyện. Có ngày nó chụp cổ mình hai bao lộn. Ông mà chị Đức nói thiệt, ông ơi đâu mình lỡ có nhậu gì thôi, mình lỡ cái quán bia đại đi, kêu mộng hai chị bia mình uống. Tại mình mà lỡ nhà vợ bạn mình uống mình xỉn mình chui vô phòng bị ba lộn nó quýnh. Bỏ mặt luôn, mình ưa bò cứ khơ. Mình nhậu xỉn mình bò cứ khơ khơ á, không có giỡn đâu nghe. Nên không, hồi xưa những Đức ăn nhậu lầy dữ lắm mấy vị ơi. Lầy dữ lắm mà nhậu vô là nó lầy. Bởi vì Phật mới chế cái giới uống rượu là sợ mình phạm. Nhậu vô nó lầy dữ lắm. Có một lần thằng bạn nó cứ vợ. Thằng bạn nó cứ vợ. Xong mình nhậu quá trời nhậu luôn, bạn thân nó cứ vợ. Bạn nè, cứ vợ thằng Tài nè, nó bạn nè, cứ vợ. Mà vợ nó với mình cũng bạn. Nó thân dữ lắm. Xong mình nhậu quá trời xịt. Cái bữa mà đám cứ rước dâu mình xỉn quá trời xịt. Mình xỉn đến mức mình chui vô cái phòng của nó hai chồng đó. Mình nằm ngủ đó trước trời trời. Mà nhờ là nhỏ nó cũng bạn với mình luôn, mà hiểu tính mình. Xong cái đầu nó vô phòng nó thấy nó trời anh Hiền ra trời trời. Đây là phòng hai chồng em mà anh chui vô đi làm gì? Nói vòng này tôi phải ngủ. Thấy chưa, mình xỉn nó lầy thấy ghê chưa. Bởi vì Phật chế cái uống rượu là đúng. Mình là người tu, thạch tu rồi đừng có uống rượu nhiều, bỏ bớt đi. Ngày xưa dụ uống 3 chai bia giờ chơi chai gử thôi. Hiểu chưa, bớt tối đa, bớt từ từ còn chai thôi. Lâu lâu uống một chai chơi thôi đúng không? Không có sao. Mình đừng có nhậu xỉn là nó ưa tầm bậy lắm nghe. Mình là nhậu mà xỉn vô là mình ưa nói chuyện tầm bậy lắm. Mình nói tầm bậy tầm bạ. Mà mình mà nhậu xỉn vô nghe mấy ông nó hư nhiều cái lắm. Ví dụ lúc mình tỉnh thì mình nhìn con nhỏ đó mình biết được nó đẹp nó xấu. Nhưng mà khi mà mình nhậu xỉn vô mình nhìn cái bà già đụng răng mình cũng nhìn thấy đẹp. Ông mình nhậu xỉn mình nhìn. Tại vì nó bay lại nè, nó lướt qua lướt lại mà nó giống như cô hồn vậy đó. Lướt qua lướt lại cho cô hồn vậy đó. Nên Nhận Đức nói mà cái hư Nhận Đức nhiều lắm. Ngày xưa mà chưa đi tu, trời ơi nhậu xỉn vô mà thấy cái bà già mình nói em. Bà nói tao tán vô mặt mà bây giờ chứ em. Con nít con noi mà ăn nhậu vô kêu bằng em. Nhận Đức nói em già. Ôi ôi nhậu vô nó hư dữ lắm mấy vị ơi. Nên đặc biệt nhất là người tu của mình, thấy không? Biết tu rồi nghe gì rồi bỏ rượu. Không mà nhiều ông nhậu mà nghe Nhận Đức giảng khoái lắm. Nhiều ông nói câu gì nè, ông thầy này tôi chịu. Nhiều người ta nói vậy mà. Kệ cái người ta tốt thì người ta nghĩ sao nghĩ kệ người ta. Còn bây giờ mình nói vậy đó, mà nhiều người ta hư. Trong cái cuộc đời này nhiều người hư.
Thôi người tốt đã tốt rồi, còn mấy người nói tôi sao cũng được. Bây giờ tôi nói với cái người mà hư giống tôi ngày xưa. Tại vì đời nhiều người hư quá. Thấy không? Mình nói vậy thì nhiều ông, nhiều bà nói rằng là chồng bà nghe như Đức giảng là phái liền. Mà vừa nghe cái là nói ông này giống tôi. Ghê thiệt. À, vậy đó. Mình đâu có giấu che gì đâu, con người ai mà không hư chèn. Đàn ông mà nói mà không thích uống rượu, đàn ông mà không thích con gái thì hôm nay chắc là BD. Đúng không? Đàn ông mà. Nhưng mà mình tu rồi mình điều chỉnh lại. Đúng không? Mình đã từng trải qua rồi vậy rồi, giờ mình điều chỉnh lại, mình sửa lại. Mình sửa lại nó tốt chứ gì đâu. Nó nên cuộc đời con người ai cũng có cái sai. Nên tha thứ cho nhau để mà sống. Chứ đừng có chấp nặng quá. Ví dụ như lỡ có vấp ngã cái gì mình nên tha thứ cho nhau để nó hàn gắn được. Nó, nhưng mà mấy cô mà giờ về chùa mà nghe những Đức giảng cái này viết ấy, mấy cô đàng hoàng lắm. Tại mấy cô biết rồi, mình không có tầm bậy làm chi đâu. Nó mang tiếng mang tay cuộc đời người phụ nữ mình không có nên. Mình hiểu mà. Nó còn đàn ông người ta thì sao, cái chuyện của người ta. Còn mình người đàn bà mình có chồng rồi mình đàng hoàng. Thấy không? Mình phiền phức làm chi vậy? Mình biết tu rồi. Thấy không? Mình hiểu rồi. Nó ngoan mùng năm làm đồ ăn cho ăn. Thấy chưa? Mùng năm tháng năm mình ai đi được mùng năm tháng năm đưa tay coi. À, cũng đông quá nghe. À, rồi được rồi, cứ đến. Ai sắp xếp được thì đến. Mình đến mình giữ ở chùa luôn. Nó nhớ buổi sáng đến. Buổi sáng đó, hoặc là trễ gì cũng là, thí dụ như 9 giờ được cũng được, thấy không? 9 giờ đến cũng được, lo chuyện gia đình đâu rồi đó chứ, 9 giờ đến cũng được, đến sớm cũng được, sao cũng được chứ, bằng đêm đến cũng được nữa, không? Nên quý vị thấy không, cái chùa mình là nó đặc biệt, là nó bình an quý vị. Mình đến đây mình cảm giác nó bình an. Không, thật sự quý vị, trong cái cuộc đời này mà khó khăn quá không ai mà tu đâu quý vị. Khó khăn quá không ai mà tu đâu. À, cái gì cũng đưa ra khó quá không ai đâu mà tu. Bây giờ mà dẫn được một nhóm gì là cũng không tìm ra. Đúng không? Tuy thấy khùng khùng điên điên vậy. Biết sao nó dẫn được nhóm đông mà nhiều người tức lắm, cái việc bực bội lắm, cứ đặt câu hỏi thì sao mà thằng này nó khùng mà nó kỳ cục. À, mà ngộ khùng mà sao người lớn cũng thích, mà nít cũng thích, BD cũng thích nữa nghe. Kể câu chuyện bị nghe hôm BD bên kia qua bên kia, thì bây giờ tôi dùng danh từ gì để cho nó khác phái một chút, chứ tôi không biết dùng danh từ đó thì sao mà tôi kêu đại. Thì anh này anh nghe mình giảng xong rồi anh thích, xong anh qua anh gặp mà anh không phải như mấy ông đàn ông bình thường, thì ông vừa đến ông gặp cái ôi cha ôi cha nó ngộ lắm. Ngộ kinh khủng luôn. Ông lào mình cũng bất cứ quốc chết. Mình nói sao bây giờ cho mình tu, cho mình gặp dạng nào mình vô cũng được chứ. Mắc cười quá. À, sao? Xong cái hôm nay, ôi nắm tay cái coi á. Ngộ ghê. À, nắm tay búp 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 búp, nó nhột không nổi. Làm gì? Búp 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 búp, bóng nguyệt kỳ cục quá. Nhột. Ngộ ghê. Mà nó lá nhà nghe pháp thích. Nghe thầy giảng vui quá. Rồi bây giờ cũng có một cái thằng này. Nó nói ngoài đời nó hư đừng có nói, nó quýnh lộn tối ngày vô tù 3 lần. Mà cuối cùng nghe mình giảng cái mà nó cừ không, cuối cùng nó từ từ nó tốt. Nó lỡ nó nói rằng nghe thầy giảng cừ không mà từ từ tốt. Thế sao kỳ cục vậy? Thì ra rõ ràng quý vị ơi, khi mà vui từ từ nó đi vào cái tốt. Thì ra là con người hư là từ buồn mà ra quý vị. Buồn đi vào tiêu cực. Nó buồn giết rồi nó nghĩ quẳng tầm bậy luôn vậy đó. Phải là người buồn giết muốn tự tử mà. Có người vui ai tự tử? Có ai nói vui mà tự tử không? Có chuyện này xảy ra. Nên mình là người tu, mình lúc nào mình cũng vui để cho người ta vui. Nên có câu rất là hay nè: ta vui, người vui ta cũng vui. À,
không? Ta vui thì người vui, người vui thì ta cũng vui. Vậy nếu mà trong cái cuộc đời này mà nếu ai cũng vui, vậy có ai đâu buồn? Nó nên á. Nên mỗi ngày mà cái mặt nhăn nhăn như khỉ ăn ớt, những đức nó mới bị ác lắm. Quá ác. Tại vì cái mặt mình nhăn nhăn, cái mặt mình nhăn nhăn nên từ nơi đó mà ta gặp mình ta nhăn theo. Đơn giản thôi, ngồi ngang mình ăn cơm thôi mà ngay cái bà mà bác ăn rề rề mình ăn không vô. Nó thiệt luôn á, bây giờ mình ngồi ngang hai bà đi mà cái bà bên kia bác ngồi ăn mà bác gấp đồ ăn bác gấp nha. Vị ăn ngon không? Những đứa nó biết ăn ngon mới sợ. Tự nhiên ngồi ngang vậy sao ăn? Bưng cái tô cơm đi chỗ khác. Ngồi gần bà này chút chứ tôi dịch đói quá hết ăn. Sao mà ăn được? Vì biết rằng nghe, trong chùa kinh nghiệm rõ ràng, 6 người ở chung phòng, có một đứa tinh tấn, một đứa tinh tấn một, 5 đứa giải đại, ở chung 6 người. Cái đứa tinh tấn sáng chưa gõ cảng, nó ngóc đầu, nó nhìn 5 đứa kia, thấy 5 đứa kia chùm mền ngủ im gu. Từ từ nó ngủ luôn, trời sao kinh không, từ từ ngủ luôn. Mình hỏi, ủa sao mà ngày xưa con tinh tấn lắm mà bây giờ sao mà con giải đãi kỳ nó nè. Dạ thưa thầy, ngày xưa con sống với 5 chị em tinh tấn, sau này thầy đổi con qua 5 chị em giải đãi. Ban đầu thì con thấy ngủ con còn ngồi vậy mà bằng một cái miễn cưỡng, vì con thấy 5 người kia đang ngủ thầy. Từ từ rồi con ngủ luôn. Nó ghê chưa. Nên mình thấy rõ ràng không, gần bực thì đen, gần đèn thì sáng. Vì thấy chưa quý vị, thí dụ như quý vị học đạo mà gặp ngay ông thầy dễ tính, 100% bị dễ tính, đúng không? Hay không? Mà quý vị công nhận là từ khi bị dễ tính là bị vui phải không? Sao đúng không mà ngủ ghê. Mà quý vị công nhận là mình khó tính là mình khổ phải không? Đúng luôn, 100% là đúng. À, sao nói đâu là đúng đó, ngộ ghê. Nói quỳ vốn không mà đúng. Hiểu không? Thì rõ ràng quý vị học với ông thầy dễ tính thì quý vị sẽ dễ tính à. Hiểu không? Nếu mình học với ông thầy hơi ba trận, quý vị cũng hơi ba trận chút. Mà quý vị thấy những đứa có ba trận không? Có. Vì thấy năm xưa mà tế công không? Độ bấy bao nhiêu chúng sanh mà nói. Thấy không? Cũng khùng khùng điên điên. Thấy chưa? Trong cuộc đời này á, khôn khùng 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 điên điên, điên điên khùng khùng, dại dại khôn khôn, nó lẫn lộn tùm lum. Nên cứ lẫn lộn trong đó đi, để gặp cơ nào mình xào cơ nấy. Dễ. Hiểu chưa? Còn nếu như mình đưa lên một tiêu chuẩn thôi thì mình chỉ lấy được có một tiêu chuẩn. Còn nếu như khôn dại lẫn lộn thì đụng khôn xử khôn, mà đụng dại xử dại. Còn riêng mình sao tự biết. Hiểu không? Nó tiện hơn. Ví dụ như là người ta có nói mình khùng, nó à đúng bon luôn. Hơi khùng khùng. Ta nói mình khôn, đúng bon luôn, cũng khôn luôn. Vớt được hai cơ luôn. Hay không? Còn nếu không thì mình có một cơ. Mình quá khôn thì người ta nghĩ người ta khờ, người ta không dám đến gần. Thấy không? Nó không. Mình quá nghiêm thì người ta giải đãi không dám đến gần. Mà người bây giờ là giải đãi nhiều, mà mình nghiêm quá, mình ngon quá, người ta không dám đến gần. Ta dối không tới. Người ta muốn đi tu, nói ơi thầy thiện căn bao la mới tu được. Con thì thấy thấp kém quá, sao mà tu? Mình nói lên gì người ta nói ai cũng có phần, ai cũng có cơ hội chứ. Phật pháp ai cũng có cơ hội, vì trong thời Đức Phật còn tại thế, đất nước Ấn Độ nó chia ra 4 giai cấp. Khi Đức Phật thành Phật rồi, Đức Phật đem giáo pháp chỉ dạy thì 4 giai cấp này nó quy về thành 1 giai cấp. Đó là giai cấp bình đẳng. Hiểu chưa? Nó còn phân ra giai cấp nữa. Nên mình chia sẻ Phật pháp làm sao mà đừng có giai cấp. Nó không có giai cấp ở trong đây.
Mà chúng ta là có trên có dưới thì nó có sự tôn trọng con người nhau là đúng. Nhưng mà đừng bao giờ phân tách rằng giàu khác, nghèo khác. Dù là phước báo của anh mọi người khác nhau, nhưng mà anh phải nhớ rằng anh nên sống trong một thế giới đại đồng trang trước. Việc này hay hết. Tuy nói rằng phước mọi người khác nhau, tính theo phước, nhưng người nghèo cũng cảm thấy buồn. Người nghèo cũng cảm thấy buồn. Bây giờ mình cho cái phước của người này để trang trải cho người nghèo luôn đi, để cho phước người kia tăng lên đi đến cái chỗ giải thoát. Còn nếu như cho họ một cái hưởng phước cá nhân thì bản thân họ hưởng theo cái phước đó. Mà người nghèo sẽ suy nghĩ khác. Suy nghĩ khác. Nên về chùa mình quý vị thấy không, chúng ta đều ngồi với nhau làm gì? Thầy trò ngồi với nhau nói chuyện vui quá trời sao không nói? Bởi vì người ta thích gì nghe là như vậy. Thấy không? Đó. Nên quý vị nhớ mình làm chủ vậy nè, người ta kính mình. Không phải là mình nghiêm, mà ta kính mình vì mình thương người ta. Mình thương người ta quá nên ta kính mình giống vậy chứ nha. Bây giờ quý vị ngồi suy nghĩ đi. Con nít mà nó còn thích những đức là do ngay chỗ nào những đức thương nó thôi. Chứ những đức có la nó gì đâu. Hay những đứa có đưa quy tắc gì cho con nít đâu quý vị. Con nít mà quy tắc cái gì? Con nít bởi vì đưa quy tắc cho nó sợ quý vị. Đừng có đưa quy tắc gì cho nó, vì chỉ cần thương nó thôi. Thương nó nhiệt tình mà thương, nhưng mà quý vị phải làm sao nó phải nể. Thì cái điều này không có đơn giản đó nghe. Mình thương nó mà sao nó sợ mình ngộ ghê. Nhiều người cha mẹ nói rằng con lì mẹ cha mét thầy. Vậy thôi mà nó con không dám, ví dụ đi. Thì cái điều này cũng là không đơn giản quý vị. Nó có nhiều đứa ngoài Hà Nội ngoài mà mẹ nó còn lấy tên những đứa khè nó kìa. Chứ bị biết mà có làm gì đâu. Có la gầy khuôn hay là quy tắc gì với nó đâu. Quy tắc là sự chối buộc. Quy tắc là chối buộc. Thấy không quý vị? Quý vị biết rằng cái giới luật của Phật không phải là sự chối buộc, mà cái giới luật của Phật là một cái hàng rào để mà nhắc nhở chúng ta đừng phạm phải. Nó nên khi Đức Phật vừa thành Phật chưa có giới luật, nhưng mà sau này có người phạm thì có giới liền. Phạm chỗ nào chế giới chỗ này. Nên Phật biết rằng nếu đưa ra quá nhiều cái quy tắc thì giống như hàng rào làm cho người ta sợ. Giống như cái người mà mới mẻ, người ta bước vô hàng rào người ta sợ mình buộc lại. Nên mình phải mở cửa cho rộng ra. Mình mở rộng rồi xong mình dạy từ từ. Dạy xong rồi mình hạ nhốt nó lại. Hiểu chưa? Dạy xong nó thích rồi. Thích rồi nó đâu có chịu đi đâu nữa. Nó chùa mình không? Nó điển hình là chùa mình đó. Quanh năm có đi đâu đâu. Nếu mà ban đầu mới vô quy tắc này, quy tắc kia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nó nói thôi được rồi đi về. Nó đâu có chịu vô. Cho họ vô đi. Vô mình lo lắng cho họ đầy đủ đàng hoàng, giúp cho họ vui vẻ, an lạc hoàn toàn. Lúc đó mình đóng cửa là họ đều chấp nhận ở trong đó. Cái này, cái mèo nó không có đơn giản đâu nghe. Thấy không? Mình làm ông chủ thì cũng y rang. Cái người làm công, mình đổi người làm chi hoài à. Có cái người làm cho mình hết lòng thương yêu họ đi. Để họ làm cho mình. Khi họ hết mình vì mình hết lòng vì họ, thì họ bán mạng cho mình luôn chứ làm sao. Nếu đi đến cái trình độ như vậy thì quý vị là ông chủ thành đạt. Vì người bên cạnh mình toàn là những con người gì? Người trung thành không à. À, trung thành không à. Còn bây giờ mình bóc lột sức lao động của người ta thì người ta chơi với mình sao? Theo đó mà chơi thôi. Nó không có cần thiết quá. Tại vì mình chơi người ta là mình hút máu người ta, hết máu mình luyện xác. Mình chơi như vậy là thua, không có đúng. Mình đừng có chơi vậy, đừng có chơi theo cái lối sống mà dắt chanh bỏ vỏ, đừng có chơi kiểu đó. Con người mình nếu như mình là miếng chanh mà người ta dắt chanh là mình, người ta bỏ mình nghĩ mình chịu không? Không, vì mình đừng có dắt người khác xong mình bỏ người ta. Nên con người sống phải nhìn ra cái chỗ này nè. Con người đã hy sinh vì mình, khi họ gặp nạn mình phải đem người này mình giúp đỡ hết lòng, để cho cái người bên cạnh nhìn thấy, để người ta yên tâm đến với mình. Hiểu không? Đó. Nên những đức nói mấy anh em trong chùa, mình đã nhờ giả, ví dụ như làm việc ở trong chùa, nhưng mà tớ lui với mấy anh, mấy chị bên ngoài. Mình tớ lui với người ta, mình nhờ công việc này, việc kia người ta. Sau này người ta không còn làm cái danh phận đó nữa. Mình lâu lâu vẫn phải đến nhà người ta thăm lơm. Sau này có chuyện gì mình phải nhờ người này để giới thiệu cho mình cho người kia. Còn bây giờ mình chơi với người ta xong rồi, người ta không còn làm việc đó nữa, mình không đến nhà người ta. Thì người ta đánh giá mình là người tu, mà lúc cần thì mới đến, lúc không cần thì phủi tai. Người vậy sống vẫn là vô tình như người thế gian.
Nên mình sống phải nhìn nhận sâu sắc. Nó cái gì nó cũng phải có trước có sau. Chứ đừng có bao giờ không nhờ mà không đến. Không nhờ nhưng nó vẫn có cái hơ. Nó vẫn có cái hơ chứ không phải đơn giản nha quý vị. Người ta đã từng cái công việc đó rồi, lời nói của người ta vẫn trọng lượng hơn mình. Nó hiểu được nguyên lý này thì quý vị chơi với ai mà không đặc sắc. Kinh doanh đều đạt hết trơn. Kinh doanh đừng có nói rằng là mình nhà lanh lẹ là thành công, chưa chắc đâu. Nó phải đi vào cái chân thành, nó mới kinh doanh thành đạt. Chân thành mới thành đạt, hiểu không? Chân thành người ta tin mình, mà toàn là những người tin tưởng đi đến với mình không à. Nó chiêu cảm, tố nào theo tố nấy. Còn mình cháo chở, dần cháo chở nó chơi với mình. Mình càng cháo chở cao thủ thì gặp càng cháo chở cao thủ đến với mình. Nó làm cho mình nặng đầu óc. Nó mình mà đơn giản, người đơn giản đến với mình không à. Các vị thấy những đức đơn giản, những đức thấy Phật tử đa phần đơn giản không? Đến gặp những đức có ai mà nói trên trời dưới đất đâu. Không có ai mà lợi chấp vắng nói tầm bậy tầm bạ chứ. Không có ai nói cái chuyện lớn lao. Tôi nói tôi khùng mà nói cái gì lớn lao. Hiểu chưa? Niệm Phật. Từ nơi đó mà đến nói đơn giản không mà thấy không? Nó, rồi quý vị thấy không? Có những vị giảng sư không, người ta lợi người ta hỏi những câu hỏi vì thấy hóc búa ghê. Hỏi cái chuyện nó không dính gì Phật pháp vậy chứ. Hỏi gì đâu không à. Thì thấy không? Còn chùa mình có ai mà ta hỏi mấy cái chuyện tầm bậy tầm bạ đâu. Người ta mỗi ngày người ta phiên niệm Phật cầu sanh cực lạc. Ai mà hỏi tào lao. Thấy rõ ràng chưa? Đó, vậy mà người ta cũng quy tụ được một số người quá trời đông luôn. Chứ có ít đâu. Đó, nên những đức nói là mình đừng bao giờ mà nghĩ rằng đơn giản người ta xem thường. Bậy. Người ta do nặng nề quá là do gì? Cứ đưa mình lên đỉnh cao quá. Hiểu không? Đưa lên đỉnh cao quá. Thí dụ như nhà của mình ngày nào cũng dọn, khách đến nhà mình thì cũng dọn như hôm qua thì vẽ ra. Nhà mình một năm không dọn, khách sắp sửa đến nhà dọn muốn le lử một tháng. Vậy là mình dọn nhà này cho khách hả? Tầm bậy. Mình dọn nhà để cho mình ở. Vậy thì ngày nào mình cũng dọn để mình ở, chứ đâu phải khách ở. Khách ở có một bữa à, mà mình đi dọn cho khách ở. Còn mình ở mình không chịu dọn. Cái này khôn không? Khôn thiệt ghê. Thấy chưa? Mình ở thì ngày nào mình cũng dọn để mình ở cho nó sạch sẽ, cho nó ngon. Còn khách đến nhà thì cũng như mỗi ngày mình dọn. Chứ làm gì mình phải làm cho hoành tráng lên chi à? Sợ người ta cười. Sợ chi cho người ta cười. Tôi sống như vậy thì sống như vậy đó. Chứ làm gì cười tôi. Nói không? Nên bây giờ tôi hỏi anh nè. Anh là khách. Không lẽ anh hơn vợ tôi với chồng tôi? Tôi hỏi anh, tôi đến nhà anh, tôi hơn vợ anh với anh không? Không. Vậy tại sao mà anh đến tôi phải làm hơn vợ tôi với tôi? Không có lý đó, cái lý đó là sai. Cái lý đó là giả. Tuy là nói cung kính nhưng giả. Cái lý thật là lý gì? Mỗi ngày anh sống với vợ chồng anh sao? Thì tôi đến nhà anh hãy lo cho tôi như vậy. Cũng là quá đặc biệt rồi. Hiểu chưa? Đó, nên cái nguyên lý sống gì nó khỏe re quý vị. Nó chúng ta đừng có cái gì cũng sợ. Người ta nói chết. Người ta nói người ta chết. Người ta nói người ta chết. Chứ mình không có chết. Thấy không? Tối ngày cứ sợ người ta nói chết không à. Hồi xưa giờ chưa có từng thấy ai bị chữ mà chết bao giờ. Toàn là cái người chữ chết không. Vì công nhận không? Cái bà hung sùng là chết bất đắc kỳ tử không? Mà chết toàn là le lử không? Chứ mấy cái người bị chữ nó đâu có chết. Nên mình dại quá, mình bị người ta chữ mà mình chết. Nên mình đã biết tu rồi. Mai mốt mà ai chữ mình á, mình ăn thêm chén cơm giùm cho họ. Sao phải không? Mình nói rằng là do gì? Chăm chích nó chữ mình quá nên nó ăn khó. Ăn dùm nó chết. Mình biết coi phải không? Ai chữ ai chết.
tối ngày cứ sợ người ta chửi mình, sợ người ta nói mình là chết. Không có chuyện đó đâu, yên tâm đi. Học trò nghe mấy cái buổi này mà công nhận gì đâu mà nó có nhiều câu đập chiêu thì ghê. Khai thác những câu mà từ xưa thì chưa từng nghe câu đúng không? Nó thấy không? Bây giờ quý vị đến đây là Đức nói quý vị không có thiếu. Lúc nào cũng dư giả không? À, nghe buổi nói chuyện đơn giản nó phải vui. Nhìn xuống thấy cô kia ngủ mà tự tại ghê. Mà cái người thường mà ngủ nghe vì mình nói tới cái chữ ngủ là tự nhiên họ quay. Ngộ ghê. Đang ngủ tự tại mình nói ngủ tự tại phải quay phải nhìn lên trời. Giống như bà đang say sưa trong giấc mộng vậy. Ngộ tới ghê. Thấy chưa? Nên từ nơi đó quý vị biết đi về đây ngày Chủ nhật mỗi tuần những Đức nói. Giống như quý vị được khám phá những cái thế giới chưa từng đến. Đúng không? Có những câu trong cuộc đời quý vị tuy là học nhiều nhưng quý vị chưa từng nghe. Đúng không? Nhưng mà những Đức lại đem những câu đó ra nói bất tử. Nó lạ chứ. Đúng không? Cái này là kỳ á nghe. Mà những câu nó lại nhân sinh nữa chứ, mà lại áp dụng trong cuộc đời đúng không? Rất là tiện lợi luôn. Nó nên cái câu mà đặc sắc hồi nãy đó, đừng có sợ ta nói mình chết. Nghe chưa? Thấy không? Mình miễn làm sao mình coi lại mình có sống tốt không? Cái này mới cái quan trọng. Tối ngày cứ nhìn người ta sợ người ta nói mình chết không? Bây giờ bạn một bộ đồ vô mà cũng sợ ta nói chết nữa. Vô duyên gì đâu. Tôi hỏi bạn mà bạn bộ đồ này bạn thích không? Hết. Hết thì bạn bạn đi. Còn họ nói bạn, họ chết. Trời ơi, ngộ ghê. Cái bị sống gì? Bây giờ những Đức hỏi vì sự an vui và tự tại, mình quan trọng hay người ta quan trọng? Mình quan trọng. Phật đã nói câu là trước chưa độ mình sao độ người. Rõ ràng coi, mình chưa vui sao cho người vui. Những Đức nói bị mình nghèo sơ nghèo sát lấy của đâu cho người ta. Mình nghèo cả tiền bạc cả vật chất, mình nghèo luôn tình cảm, mình nghèo luôn niềm vui, cái gì mình cũng nghèo. Mà mình nói tôi độ chúng sanh à. Không có cửa đó đâu bạn. Làm gì độ chúng sanh. Cái thứ gì cũng nghèo, dân tiền nghèo, nhà nghèo, bạn bè cũng nghèo, tình cảm cũng nghèo. Phiền não đủ thứ chuyện mà phiền não là giàu. Cái gì cũng nghèo mà sao phiền não giàu. Ngộ ghê á. Vậy mà độ chúng sanh gì? Mở miệng ra tôi độ chúng sanh. Không có cỡ nó đâu. Sao mà độ chúng sanh? Độ chúng sanh là trước nhất là mình có nụ cười kìa. Nụ cười là thu hút. Cười sao cũng được mà cười là người ta phái à. Chứ sao? Thấy cười là phái rồi phải không? Nó nên từ nơi đó quý vị tập sao tu sao mà mặt tươi là được rồi. Mặt tươi vui là được rồi. Thấy không? Đừng mà đừng cười ra nước mắt. Nó mở từ tâm ra thì không có chuyện ra nước mắt đâu. Cái bài học hôm nay là bài học gì? Tha thứ cho người là mở xiềng xích cho mình, làm gì cười ra nước mắt. Cái gì cũng tha thứ cho người được hết chứ. Hiểu chưa? Làm được không? Muốn giảng sanh thì làm được á. Bây giờ tất cả quý vị ở đây, bây giờ quý vị tha thứ cho người được không? Mình tha thứ cho người những gì mà mình không vừa lòng, mình tha thứ đi. Mình tha thứ thì tự nhiên mình sẽ mở xiềng xích thôi. Hiểu không? Trời ơi, mình không tha thứ cho người ta thì mình tự chói buộc mình thôi chứ làm gì. Tu hành chỉ là cái gì? Tha thứ được hay không thôi. Đó là cái nghiệp duyên của họ. Chúng ta tập tha thứ đi, một lần không được, nhiều lần nhất định phải được. Bắt tay vào việc tha thứ đi. Tha thứ thì nó là tốt thôi. Nhưng mà nó nâng cảnh giới nghe. Mỗi lần mà gặp một sự cố gì trong cuộc đời mà tha thứ được là tăng cảnh giới đó. Cho vị biết đó. Người ta sao chứ riêng mình tăng cảnh giới đó, chứ không có giỡn đâu nghe. Cho vị biết tu cảnh giới tăng là cái gì không? Là vì cảm thấy sảng khoái vô cùng. Khi gặp sự cố mà mình sảng khoái vô cùng, lướt qua. Giống như mình leo lên một cái đoạn đường mà có gốc cao.
mình leo lên được tới cái đỉnh cao nhất đó rồi quý vị mới thấy đi xuống cái sao phải. Đúng không? Tu hành muốn tăng hay muốn giảm? Tăng thì phải lên, mà lên thì nó phải sừng sững lại, thấy không? Mà sừng sững lại thì sao? Mình phải lướt, cố gắng mình lên được tới trên đỉnh, lúc đó mình mới đứng trên đỉnh cao, mình nhìn xuống. Đúng không? Tự tại vô cùng không? Còn nếu như mình lần chừng ở dưới, sao mình được cảm giác cái đỉnh cao? Mình mới thấy rằng một lần leo lên được đỉnh cao thì lần sau khi mình đi xuống lại, nó sẽ lên lại càng cao hơn. Khi đã lên cao hơn, mình đã có kinh nghiệm một lần lên cao thì tiếp tục mà lên. Đúng không? Đó. Vậy thì con, chồng, vợ, bạn bè, bất cứ người tu hành, nó đều khảo đảo mình nâng cấp. Nó khảo đảo mình để nâng cấp lên để mình làm Phật. Nếu bây giờ nó không khảo đảo mình, vì là mình là chúng sanh tam đồ, nó đẩy mình xuống luôn. Còn bây giờ nếu mình muốn làm Phật thì nó nâng cấp lên để khảo đảo. Nó khảo đảo đến mức mà mình nói cái chuyện này là mình không thể nào nhịn được, thì không nhịn được thì không làm Phật được. Mình nhịn được thì mình làm Phật được. Mình nhịn được hết, nó có lấy của cải, nó lấy vợ, lấy chồng mình luôn, mình cũng nhịn. Nó lấy con mình cũng nhịn. Nó lấy là nó lấy cái duyên, cái nợ. Nó lấy là nó lấy cái nhân, cái quả ở trong cuộc đời này. Mà thằng nào con nào lấy được? Chết queo rồi còn lấy gì? Phải chi mà còn cái mạng này thì lấy được, chứ mạng đâu mà lấy. Nó nên sống trong cuộc đời này, đặc biệt nhất quý vị mà làm được đó là gì? Hãy sống những ngày tháng bình an của cuộc đời còn đang sống. Đúng không? Đừng nên lo những việc khi chưa đến với mình. Có những việc nó đúng ra chưa đến với mình, mà mình đi gích nó gần để đến với mình. Mình dại quá, nó đã chưa đến. Thì hãy rèn luyện những thời gian mà lúc nó chưa đến. Khi nó đến, chúng ta đã có sẵn một đội binh hùng hậu để chống đỡ rồi. Hiểu chưa? Trời ơi, ai mà đi lo hoài cho nó mệt tí. Quý vị thôi, bây giờ 1.800 người lo cái gì? Lo sao mà lo xong? Rồi nhân sự này ai quản nổi? Ai quản nổi? Bây giờ đưa 100 người quản cũng nổi. Vậy một mình tôi quản được đó. Đó, giỡn đâu. Tôi gần đi tới đi lui một chút thôi. Tôi làm được. Được là gì? Sao nó được? Đòi hỏi tròn vẹn thì không có được. Nhưng mà nói như vậy là được rồi. Nhân sự chùa mình vậy là quá tốt rồi quý vị. Tốt rồi còn gì? Nó đặc biệt quý thầy trong chùa mình nghe. Mấy ông không có đi xin tiền Phật tử, điều thứ nhất. Mấy ông không có giữ tiền riêng, điều thứ hai. Mấy ông không có xài điện thoại, điều thứ ba. Đúng không? Mấy ông không đi về nhà là điều thứ tư. Mấy ông có nghĩ làm ông bà gì của người ta chứ, điều thứ năm. Quý vị coi, như vậy thì tìm đâu ra nữa? Tìm đâu ra nữa? Mà muốn được gì thì phải làm sao? Cuộc sống của ta mình lo lắng cho người ta đàng hoàng, mình lo cho đầy đủ cho người ta. Đã người ta không có chi cầu danh lợi thì mình phải cho người ta cái cuộc sống bình yên, đầy đủ hết trơn. Vậy thì ai mà đi kiếm nữa? Cái người mình đi kiếm là do mình thiếu quá và không có tư tưởng. Nó đã có tư tưởng rồi, nó không có đi tìm nữa quý vị à. Nên con của mình, gia đình mình cũng vậy. Nó thiếu đó. Mình bó buộc nó quá, nó quậy đó. Có những đứa con nó đến với mình là nó phá sản của này của nó. Quý vị giấu cắt cỡ nào nó cũng tìm cho bằng được, nó phá cho banh chành. Nên khôn nhất chỉ có một cách, mình đi làm từ thiện hết. Lấy đâu mà phá? Lấy đâu mà phá nữa? Còn nếu không, cho mày chơi luôn. Tại vì của mày nó mày xài hết đi, khỏi tìm tao nữa mày. Đúng không? Còn nếu không, nó xử quý vị cho mà thấy. Xử lên bờ xuống ruộng, nó tìm quý vị cho bằng được. Nó, tại vì nó dựa vào tình cảm quý vị, nó xử lý quý vị. Nên sống trong cuộc đời này hiểu nguyên lý rồi thì vô cùng tự tại. Của ai người đó dùng, nó, chúng ta thấy thoải mái lắm quý vị. Rất là thoải mái, thấy không? Nó, nên những Đức mong quý vị nghe những buổi chia sẻ Phật Pháp gì nè. Nó là nhân sinh, nhưng thật sự nó là quy về nhờ niệm Phật. Không có niệm Phật thì không có cửa này đâu. Nếu không gầy cái tâm mà nhớ Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc,
thì không bao giờ quý vị có thể thoát được cái tâm này đâu. Cái gốc là từ ngay niệm Phật đó, cái gốc là ngay niệm Phật mà ra đó. Nhớ nghe. Và những người ngồi ở đây mà những người mang nghiệp phá thai đồ này kia nè, bây giờ quý vị muốn cầu siêu cho những thai nhi không? Niệm Phật đi. Hôm qua những đứa gặp một cái cô kia, cô nói một câu: đêm nào con ngủ con cũng nằm mơ gặp ác mộng thấy những người đã chết, hoặc là người thân con chết rồi nhập con hoài, con phải làm sao thầy? Những đứa nói niệm Phật. Niệm Phật á. Ừ, cái công đức niệm Phật nó gây dựng cho mình thành một định lực. Quý vị bây giờ mà mạnh mẽ gì ai nhập được? Gió bị mờ người ta mới nhập. Nó quý vị coi tất cả những người mà bị hương linh nhập, đa phần là họ mù mờ, đa phần là họ giống như đầu óc họ lưng chân vậy đó, lưng chân vậy đó. Nó là người này chắc chắn sau này người này không có tỉnh. Cái người mà tu mà có định lực, mình nhìn gươi sắc diện là biết liền, nhìn cái sắc diện người này là mình biết người này tu sau này có kết quả nè. Còn cái người mà gọi là già rồi mà lừng chừng là sau này mê, chắc chắn là mê hoặc điên đảo liền, cũng nói dòng dòi. Nên mình mà hương linh nhập hoài mình đó nghe, thành tâm niệm Phật lên, tính nguyện ngay câu Phật hiệu, chủ tâm ngay câu Phật hiệu là từ từ hương linh nghỉ nhập. Nó rồi bằng đi mà gặp ác mộng hoài cứ đeo máy niệm Phật suốt, niệm Phật hoài luôn, từ từ ác mộng tự biến mất. Đừng có bao giờ mà gặp ác mộng bằng đêm rồi bằng ngày cứ lo nghĩ giấc mộng đó mà sợ. Đừng có sợ, sợ là nhất định sẽ gặp nữa. Sợ là gặp, càng sợ thì càng dễ gặp. Nó càng lo càng sợ thì càng dễ gặp. Chỉ càng đừng có sợ gì hết. Đêm qua xong rồi, bỏ qua. Bây giờ tiếp tục niệm Phật, kể mày không quan tâm. Cứ niệm Phật là tự nhiên ác mộng tự tan biến. Ác mộng ma quỷ gì cũng biến mất tiêu chứ. Nghe không? Đó nên nguyện Tam Bảo giang hộ cho quý vị. Tín nguyện niệm câu Phật hiệu này cả đời không thay đổi. Và cuối đời chúng ta đều hẹn gặp nhau ở Tây Phương Cực Lạc nha quý vị. Ai về đạo Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Chùa chúng ta mỗi tuần chủ nhật quý Phật tử khắp nơi về đây tu rất là đông. Mỗi tuần những đức thường khuyên quý vị biết được một cái nơi mà tu gì, nghe pháp cởi mở tâm tư, có phương pháp tu chuẩn xác. Chúng ta rủ được một người đi tu là tốt một người. Có những người mình cho người ta tiền bạc nhiều nhưng mà không giải quyết được cái khổ. Có những người mình giới thiệu Phật Pháp cho người ta thôi mà người ta hết khổ. Nhớ, Phật Pháp cứu cuộc đời chúng ta quan trọng dữ lắm. Rồi rất nhiều cháu nhỏ trong dịp hè, các con được đến đây có phước lớn dữ lắm. Mày thấy nít con cháu người ta có phước ghê. Chiều ở chùa, chiều nay 2 giờ rưỡi những đức xuống, những đức có một bài chia sẻ với các cháu mỗi tuần chủ nhật. Hôm nay học tập cái bài học những điều quan trọng mà con gái cần phải nghe. Đây toàn gái không. Còn bữa thứ hai thì qua bên kia là những sự việc quan trọng mà con trai cần phải biết. Bên đây là công chúa, bên kia là hoàng tử. Mỗi bên nam nữ riêng biệt, không cho qua đây nên mới ổn. Nên cái công đức của toàn thể đại chúng tu gì lớn dữ lắm. Chúng ta cảm ơn hòa thượng xây chùa, mình mới có nơi mình về đây mình nương tựa mình tu. Nên chúng ta đem cái công đức này hồi hướng cầu an trên là hòa thượng viện chủ, và cầu an cho toàn thể đại chúng, trong đó có tất cả các cháu nhỏ được ở đây và khắp nơi nơi đều được hưởng cái phước báo công đức này hồi hướng, mà mọi người ai cũng có sức khỏe và tiếp nhận Phật Pháp, biết niệm Phật tu hành,
Cả đời dù lo làm ăn gì nhưng chúng ta vẫn niệm Phật. Khi bất cứ lúc nào thọ mạng đến với chúng ta, chúng ta đều niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Và chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu siêu cho cụ quyền thất tổ, ông bà, cha mẹ, anh chị em trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn, ngạ quỷ hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, và tất cả những người chết oan, chết ức, chết chưa được siêu thoát, và những người chết trong trận dịch bệnh Covid khắp nơi trên toàn thế giới. Chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả chư hương linh chưa được siêu thoát. Nguyện cầu quý vị hưởng được công đức này, thần thức sáng suốt và được nghe Pháp, cỡ mở tâm tư, buông xuống cái tâm hận thù đòi nợ. Dù là chư hương linh lúc trước mà bị phá thai, mẹ cha mình không hiểu mang nghiệp phá thai, các con nên buông cái tâm hận thù. Phật dạy quan gia nên giải, không nên kết. Nếu như các con cứ muốn báo thù thì đời đời kiếp kiếp các con phải chịu cảnh đọa lạc khổ đau, không có ngày được bình yên và vui vẻ. Những đức khuyên các con nên nghe theo lời Phật dạy, buông xuống cái tâm hận thù, nương vào bổn nguyện niệm Phật, cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Về thế giới Cực Lạc luôn luôn hưởng được niềm vui, không còn cái khổ đau như ở cõi ta bà này. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tử chúng ngã kim ti như cung, tự thực biến thập phương nhất thiết Phật tử cộng, phổ cập nhất thiết ngã đặng dự Phật tử giai cộng thành Phật đạo. Như đặng ngô tình chung ngã kim ti như cung, tự thực biến thập phương nhất thiết hộ tình cộng. Nguyện dị tự công đức vô cập mư nhật tiệt, gà đặng dự hữu tình giai cộng thành Phật đạo. Như đặng cô hồn chung ngã kim tí nhự cung, nhật tiết cô hồn cộng. Nguyện dị tự công đức vô cập mư nhật tiệt, gà đặng dự cô hồn giai cộng thành Phật đạo. Án một lục lăng ta bà ha, án một lục lăng ta bà ha, lăng ta bà ha, án ngã ngã nắng tam bà và việt nhật ra hồng, án ngã ngã nắng tam bà và việt nhật ra hồng, bà và việt nhật ra hồng. Gia trì chú thực diệu già đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát Ma Ha Tát. Gia trì chú thực diệu già đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát Ma Ha Tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, hữu vị vô danh, danh vô vị ơi, thai nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay sinh phát nguyện vãng sanh, cõi xin đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. À, chúng ta làm lễ phóng sanh nha. Cái công đức phóng sanh thù thắng lắm quý vị. Nhà mình mà có nhiều việc lu bu, có khi sống không hạnh phúc, con cái bệnh hoạn eo ọt khó nuôi, là từ ngay nghiệp sát sanh không đó. Rồi chúng ta sanh ra đời mà cứ bệnh hoạn hoài, ung thư, bệnh này bệnh kia, rồi không có thuốc trị gì hết, tính tình săn hẳn, từ do nghiệp sát sanh mà ra. Nhớ nghe. Nên á, chùa chiền đông gì mà ta ăn chay phóng sanh nên nó bình yên, thấy chưa? Nhà mình có một hai người ta nó lộn xộn suốt. Nên mình giờ nghe đạo rồi, trong nhà mình đừng có sát sanh nữa. Mà muốn ví dụ như nhà còn ăn thịt á, vị mua thịt ta mặn sẵn ở ngoài chợ, đừng có cắt cổ gà mặn cá sống, hay đừng có giết con vật trong nhà. Đó là Hòa Thượng Tịnh Không ngày dạy đó. Đó là mình kẹt quá, mình nhà mình còn ăn thịt. Còn nếu mà ăn chay trường hết thì quá tốt, đặc biệt quá ha. Mình về chùa này, mình dự cái lễ phóng sanh, cái tâm trạng mình nó mở tâm lượng ra chứ lắm. Rồi mình về chùa mình nghe viết rồi mình phát tâm ăn chay trường luôn. Đó là dừng sát, thành tâm sám hối. Nhớ nghe. Nên con ruồi, con mũi, con kiến mình cũng có đập. Ngày xưa mình thói quen, mũi mà bay ngang là mình chụp nó liền, hoặc mình đập cái bóp dẹp lép. Hôm qua nhà Đức ngồi gần cái ông đó, mà ông đập 5 con ruồi chết, ngồi trước mặt ông thầy mà còn sát sanh. Ghê thiệt. Nhưng Đức nói sao mà chú đập hoài. Ông nói là quen rồi, đập mấy chục năm. Nói sao rồi xong luôn. Bởi vì cần cổ ông cứ gì nè, đập giết cần cổ quéo một bên luôn. Thấy chưa? Nên từ nơi đó thôi, giấc ngủ của mình ngủ văn mùng đi cho nó chắc. Còn nếu nó cắn vài con mũi cũng không có chết đâu, đừng có sợ. Chứ đừng có mua cái loại này loại kia diệt nó, nghe chưa? Ngủ có một đêm mà giết bao nhiêu con mũi sát sanh đó. Phật dạy là tứ sanh phụ mẫu, tất cả con mũi nó cũng là từng ông bà cha mẹ mình đó, tạo nghiệp mà bây giờ đầu thai làm súc sanh đó. Thôi mình biết tu ăn chay trường, đừng có sát sanh nữa, thấy không? Đó là tự nhiên mình dừng sát thật lòng. Nên những đức khi trước khi phóng sanh có vài lời khuyên vị vậy đó. Bây giờ chúng ta đọc tam quy y xong mình thả mấy Bồ Tát chim nè. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh, quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh, quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật, hoan hỷ vỗ tay để thả chim nha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.
Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Chúc quý vị luôn luôn an lạc nha.